Hai chào anh em bảo sửa lương mình tổ lũy 98. Rất vui quay trở lại các bạn trong video gọi là gợi ý các bạn về cái tính năng Cardbook nhá. Đây gọi là cái tính năng còn gọi là dịch ra tiếng Việt gọi là thẻ sách. Tính năng này thì nó sẽ giúp cho các bạn gia tăng được thêm rất là nhiều các cái chỉ số. Mình lấy ví dụ như là các bạn nhìn mỗi bộ này nó tăng các chỉ số cơ bản cho võ sĩ kinh khủng khiếp luôn. Đúng các bạn, tổng cả thẻ chúng ta sẽ có lên tới 8 bộ. Ở đây thì bạn này mới nâng được 7 bộ. Thì trong quá trình đổi ạc cái chơi ạc mới ấy, các bạn ấy, thường thường là các bạn sẽ khó khăn trong việc tìm những bộ nào chuẩn nhất, thì đây sẽ một gợi ý các bạn nhé. Đây là một bộ mình thấy đánh giá cũng khá cao đấy. Còn thật ra nó còn tùy thuộc vào lượng võ sĩ mà các bạn đang có nữa đấy, thì các bạn cùng tham khảo nhé. Ok, đây là duyên ngầm gần như mắc binh các bạn, gần như mắc binh này chứ nó có nhiều kiểu lắm. Ok, 7 trên 8 bộ thế đủ dùng rồi nhỉ.